tại là mình đang có mặt khu vực cửa Tây của chợ Bến Thành. Thì theo đề nghị của một số anh chị ở nước ngoài thì muốn ngắm nhìn lại chợ Bến Thành cũng như xem tình hình mua bán của chợ Bến Thành vào những cái ngày cuối năm như thế nào. Dạ, thì hôm nay em sẽ mời các anh chị cùng em đi rong ruổi khám phá xem cái chợ Bến Thành, xem bà con mình buôn bán như thế nào trong cái mùa dịch Covid-19 cũng như là những cái ngày cuối năm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chợ, đi vào hướng cửa Tây nha các anh chị. Chợ Bến Thành thì là một trong những cái trung tâm thương mại lớn của khu vực quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, và cũng như là các trung tâm để cho khách du lịch đến đây đi tham quan mua sắm của khu vực trung tâm quận 1. Các anh chị thấy hàng loạt cửa hàng đóng cửa nè, quá là ế ẩm luôn. Bánh kẹo cuối năm là No smoking. Phần là bánh mứt Trung Quốc không các anh chị? Anh chị thấy vắng vẻ hả? Đóng cửa rất là nhiều sạp luôn.
về, không biết về. Đó. Em đẹp chị anh. Không giùm em ơi. Phải không anh? Kiếm mua gì anh ơi? Anh chị thấy ảm đạm chợ Bến Thành ha. Gọi là đóng cửa hàng loạt sạp luôn ha. Cho thuê sang sạp rất là nhiều các anh chị. Bởi vì ế quá à, không có khách du lịch là không thể nào kinh doanh được. Phía sau của chợ Bến Thành là khu vực chợ cá, chợ thịt. Phía sau chợ Bến Thành là chợ cá, chợ thịt. Hàng thực phẩm tươi sống. Khá là vắng nè, và hàng thực phẩm mà còn vắng là nó chi là đồ tiêu dùng. Khu vực ăn uống toàn là mùi thực phẩm rất là hấp dẫn. À, đi ngang cái khu vực ăn uống là cảm thấy đói bụng phải không anh chị? Rất là nhiều mùi thực phẩm, rất là nhiều món ngon. Thank you.
không mua thì khá là buồn cho chợ Bến Thành các anh chị. Lâu lâu các anh chị mới thấy có một nhóm khách du lịch họ đi tham quan chợ Bến Thành. Vào trong chợ này là phải đeo khẩu trang. Vào cổng chợ thì có đo thân nhiệt rồi rửa sát khuẩn. Có rất là nhiều các anh bảo vệ sẽ đi lòng vòng gặp không ai mà không đeo khẩu trang thì họ sẽ nhắc nhở đeo khẩu trang vào. Chai ăn kẹo nước dùng anh. Người ta sẽ nhắc nhở mình đeo khẩu trang vào, rửa tay sát khuẩn bởi vì phòng Covid-19 vẫn là trên hết là ưu tiên hàng đầu. Để nắm được tình hình mua bán kinh doanh cuối năm của chợ Bến Thành, của bà con tiểu thương chợ Bến Thành như thế nào thì em cũng xin dừng động đôi clip ở đây và hẹn gặp lại quý các bác anh chị ở những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và những cái gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại ạ.